Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ năm ngày 21 tháng 1 gồm có Trước hết là bản tin Cái đến là một gặp Đức Giáo Hoàng Và cuối cùng là Giáo Huấn Vui Bây giờ kính mời quý vị cùng Ngọc Huynh và Zen Cabua theo dõi tin tức Đức Thánh Cha Francisco gửi thông điệp cho Tổng thống Biden nhân dịp ông nhậm chức. Vatican, ngày 20 tháng 1, nhân dịp ông Joseph Biden, tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ tuyên thệ nhậm chức tổng thống, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thông điệp đến tân tổng thống Hoa Kỳ và mời gọi ông thúc đẩy hòa bình và hòa giải ở Hoa Kỳ và trên thế giới. Mở đầu thông điệp, Đức Thánh Cha viết: Nhân dịp Ngài nhậm chức tổng thống thứ 46 của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, tôi xin gửi đến ngài những lời chúc tốt đẹp và bảo đảm lời cầu nguyện Xin Thiên Chúa Toàn Năng ban cho Ngài sự khôn ngoan và sức mạnh trong việc thực thi chức vụ cao cả của Ngài. Đức Thiên Cha cũng cầu chúc rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Biden, nhân dân Hoa Kỳ tiếp tục phát huy sức mạnh từ các giá trị cao cả của chính trị, đạo đức và tôn giáo là những điều đã truyền cảm hứng cho đất nước kể từ khi thành lập. Đức Thiên Cha viết tiếp, Vào thời điểm mà những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đang thử thách gia đình nhân loại của chúng ta, đòi hỏi những phản ứng có tầm nhìn xa và liên đới tôi cầu xin rằng các quyết định của Ngài sẽ được hướng dẫn bởi mối quan tâm xây dựng một xã hội được đánh dấu bởi công lý và tự do đích thực, cùng với sự tôn trọng không ngừng đối với các quyền và phẩm giá của mọi người, đặc biệt là những người nghèo, những người dễ bị tổn thương và những người không có tiếng nói. Cuối cùng, Đức Thiên Cha cầu nguyện, xin Chúa nguồn mạch của tất cả sự khôn ngoan và chân lý hướng dẫn các nỗ lực của Ngài để thúc đẩy sự hiểu biết hòa giải và hòa bình trong nội bộ Hoa Kỳ và giữa các quốc gia trên thế giới để thúc đẩy lợi ích chung phổ quát. Kết thúc thông điệp, Đức Thánh Cha nói, Với những tình cảm này, tôi vui lòng khánh cầu dồi dào dò phúc lành trên Ngài và gia đình của Ngài và trên dân tộc Hoa Kỳ yêu quý. Giáo hội Hoa Kỳ thực hiện tuần 9 ngày cầu nguyện cho sự sống. Hoa Kỳ, các giám mục Hoa Kỳ mời gọi các tín hữu công giáo Hoa Kỳ tham gia cầu nguyện trong tuần 9 ngày về sự sống từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 1 để cầu nguyện cho việc bảo vệ sự sống con người. Tuần lễ ủng hộ sự sống được Ủy ban hoạt động ủng hộ sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tài trợ, bao gồm ngày cầu nguyện hàng năm cho việc bảo vệ pháp lý đối với trẻ em chưa sinh vào ngày 22 tháng 1. Ngày toán tối cao đưa ra quyết định về vụ kiện Roe vs. Wade hợp pháp hóa việc phá thai. Tuần lễ này cũng trùng với cuộc tuần hành vì sự sống hàng năm thường được tổ chức tại Washington vào tháng 1 hàng năm để đánh dấu quyết định của tòa án tối cao vào năm 1973 hợp pháp hóa việc phá thai. Cuộc biểu tình và tuần hành toàn quốc năm nay được lên kế hoạch vào ngày 29 tháng 1, nhưng vì đại dịch, nó sẽ được thực hiện dưới hình thức trực tuyến. Những người ủng hộ sự sống trên toàn quốc được mời gọi tham gia trực tuyến. Vào ngày 15 tháng 1 Gene Mancini, chủ tịch của phong trào March for Life Defense and Education Fund, đã thông báo về những thay đổi trong sự kiện này. Cô cho biết, cô và một nhóm nhỏ những người ủng hộ sự sống, bao gồm giáo sĩ, có thể có một số chính trị gia và một số hiệp sĩ Columbus sẽ đi bộ từ National Mall đến tòa án tối cao để thực hiện một phần cuộc tuần hành toàn quốc vì sự sống. Trong chương trình cầu nguyện của tuần 9 ngày cầu nguyện cho sự sống, ngoài lời cầu mỗi ngày sẽ có lời cầu nguyện một bài suy niệm ngắn và một hoặc nhiều hành động được đề xuất để những người tham gia tuần cửu nhật thực hiện để giúp xây dựng văn hóa sự sống. Ví dụ như cam kết tham gia vào một chương trình ở giáo xứ có tên là Đồng hành với những bà mẹ khốn khó. Những người tham gia có thể truy cập trang web nightdaysforlife.com để đăng ký email hoặc tin nhắn về lời cầu nguyện mỗi ngày bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Trang web cũng có một liên kết đến các tài liệu cho tuần cửu nhật cũng như các tài liệu cho các giáo xứ. Các giám mục Philippines muốn ưu tiên vaccine cho người nghèo trước các giáo sĩ. Philippines các giám mục công giáo của thủ đô Manila đã từ chối một đề nghị được trích miễn phí vaccine COVID-19 và muốn nhường chỗ cho người nghèo là những người cần nó nhất vì họ cần được quan tâm và chăm sóc. Đức cha Onesto Onjoko của giáo phận Cubao cho biết, có người muốn tài trợ vaccine cho các giám mục và các linh mục, nhưng các ngài đã quyết định rằng vaccine phải được dành cho tầng lớp người dễ bị tổn thương hơn Đức cha cho biết, vì các ngài được xem như những người ở tuyến đầu, nên có người muốn tặng và tài trợ vaccine cho các giám mục và các linh mục vùng thủ đô. Đức cha nói, chúng tôi rất biết ơn với lời đề nghị này, nhưng chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ rất vui nếu nó được trao cho người nghèo trước tiên, bởi vì họ không có tiền để trả. Đức cha Broderick Papillo của giáo phận Manila cũng đồng ý ý tưởng với đức cha Onjoko khi khẳng định rằng người nghèo đáng được quan tâm và chữa trị hơn Ngài nói, nên ưu tiên cho những người trên tuyến đầu và những người dễ bị tổn thương thay vì cho các linh mục. Đức cha cho biết, đối với Tổng giáo phận, việc tiêm chủng COVID-19 cho các linh mục sẽ là tự nguyện. Đây là quyết định của mỗi linh mục. Hiện tại, Philippines đang đàm phán với các công ty dược phẩm khác nhau về vaccine COVID-19. Trong chương trình chích ngừa được chính phủ quốc gia thiết lập, ưu tiên trước hết cho các nhân viên y tế, người cao tuổi, người nghèo và các nhân viên an ninh. Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines đã yêu cầu chính phủ đảm bảo rằng chương trình tiêm chủng có thể áp dụng với tất cả mọi người. Các giám mục cũng nói rằng vaccine được sản xuất phải phù hợp với các nguyên tắc đạo đức và phải được chích với sự tôn trọng các quyết định đạo đức của mỗi người. Các hồng y Ấn Độ thúc giục Thủ tướng mời Đức Thánh Cha Francisco thăm nước này. Ấn Độ Hôm 19 tháng 1, Bà Hồng Y Ấn Độ đã gặp Thủ tướng Narendra Modi tại văn phòng của ông ở New Delhi để trình bày với ông một số quan tâm của Kitô giáo và thúc giục ông mời Đức Thánh Cha Francisco thăm Ấn Độ. Đức Hồng Y Osvan Gracias của nghi lễ Latin, Đức Hồng Y George Alan Carey, Tổng Giám mục trưởng của Giáo hội Siro Malabar và Đức Hồng Y Baselios Clemis, Tổng Giám mục trưởng của Giáo hội Siro Malankara đã yêu cầu Thủ tướng mời Giáo hoàng Francisco đến thăm Ấn Độ Ba năm sau khi Ấn Độ không mời Đức Giáo Hoàng biến thăm như sự mong đợi của các nhà lãnh đạo công giáo. Gặp gỡ dưới truyền thông sau cuộc gặp Thủ tướng, Đức Hồng Y Alan Carey nói rằng một chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã được chờ đợi quá lâu. Chúng tôi mong đợi quyết định sớm của Thủ tướng. Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ sự quan tâm đến việc thăm Ấn Độ và các lãnh đạo giáo hội công giáo Ấn Độ cũng đã mong đợi Ngài viếng thăm vào năm 2017. Nhưng trong năm đó, Đức Thánh Cha chỉ thăm Myanmar và Bangladesh. Các Hồng y cũng thảo luận với Thủ tướng Modi về việc phân phối công bằng các quỹ phúc lợi xã hội dành cho các nhóm tôn giáo thiểu số như Hồi giáo và Kitô giáo. Tín đồ Hồi giáo chiếm hơn 80% số quỹ này vì họ là nhóm thiểu số đông nhất, chiếm 14% trong số 1,3 tỷ dân Ấn Độ. Kitô hữu chỉ chiếm 2,3% dân số. Tuy nhiên, theo các vị lãnh đạo công giáo ở các bang và quận nơi số Kitô hữu đông hơn, ví dụ như Kerala hoặc Jharkhand, chính phủ nên phân bổ ngân quỹ tương ứng với số lượng của họ các đức hồng y cũng thảo luận về việc trả tự do cho cha Stan Swamy dòng tên nhà hoạt động nhân quyền 83 tuổi bị bắt giam vào ngày 8 tháng 10 với các buộc có liên quan với các nhóm Maoist cha vẫn bị giam sau nhiều lần bị từ chối đóng tiền bảo lãnh trước khi bị bắt cha Swamy giải thích rằng cha bị bắt vì đứng lên bảo vệ quyền lợi của người nghèo giống như nhiều nhà hoạt động khác những người đã bày tỏ sự bất đồng quan điểm hoặc chất vấn về các thế lực cầm quyền của Ấn Độ. Đức Hồng y Alan Carey cho biết, vấn đề chính trị không nằm trong nội dung các cuộc nói chuyện của các Hồng y với thủ tướng, người đánh giá cao sự đóng góp của các Kitô hữu trong giáo dục, công tác xã hội và chăm sóc sức khỏe. 15 tổ chức công giáo phản đối dùng vũ lực ngăn dòng người Honduras di cư Trung Mỹ 15 tổ chức công giáo phản đối cảnh sát và quân đội dùng vũ lực ngăn dòng người Honduras di cư, đồng thời kêu gọi các chính phủ tôn trọng nhân quyền. Hàng ngàn người di cư, chủ yếu là người Honduras, bắt đầu băng qua biên giới Guatemala vào tuần trước. Đoàn người khởi hành từ thành phố San Pedro Sula của Honduras, khi băng qua Guatemala theo hướng tây về biên giới với Mexico, đoàn người đã bị quân đội và cảnh sát Guatemala dùng vũ lực ngăn chặn. Mạng lưới bảo vệ khu vực gồm 15 tổ chức giáo hội công giáo của Trung Mỹ và Mexico, trong đó có một vụ di dân của Scalabrini và dòng tên. Những ngôi nhà người di cư lên tiếng bảo vệ người di cư và yêu cầu chính phủ Guatemala và các chính phủ khu vực phải có những giải pháp thích hợp cụ thể. Cha Juan Luis Carbagar, thư ký điều hành một vụ di dân của giáo hội Guatemala, cho biết một vụ di dân đã phân phát 1.000 túi thực phẩm ở Vado Hondo, nơi người di cư đang bị chặt và nói việc sử dụng vũ lực quá mức đã gây thương tích cho nhiều người các nhà chức trách đang tiến hành kiểm tra truy quét và một số người bị bắt giữ là một giáo hội chúng tôi tiếp tục yêu cầu một phản ứng tôn trọng công bằng và hiệu quả người dân honduras đang kiệt quệ bởi đói nghèo khủng khiếp tình trạng mất an ninh và bạo lực họ tuyệt vọng và cố gắng thoát khỏi nó bằng mọi cách đây là một tình huống khẩn cấp nhân đạo thực sự cần phải được giải quyết ở cấp độ quốc tế chủ yếu bởi các quốc gia trong khu vực nếu không các đoàn người sẽ tiếp tục di chuyển thông báo từ mạng lưới bảo vệ khu vực bày tỏ chúng tôi lên án việc sử dụng vũ lực cũng như các bài phát biểu mang tính hình sự hóa và phân biệt đối xử như một chiến lược để ngăn chặn việc nhập cảnh và quá cảnh của các anh chị em honduras chính phủ guatemala phải thực hiện một hành động ngoại giao thích hợp để giải quyết hiện tượng khu vực này chúng tôi phản đối mạnh mẽ các biện pháp ngăn chặn và hồi hương mà chính phủ guatemala đã thực hiện không xem xét nhu cầu bảo vệ quốc tế mà người dân có trong cuộc di cư này. Chúng tôi nhắc lại rằng các chính phủ trung Mỹ không thể tiếp tục lẩn tránh các nghĩa vụ do hiến pháp quy định trong việc khắc phục các nguyên nhân cơ cấu của việc di cư bất thường. Theo các tổ chức công giáo, cần phải khẩn trương thực hiện các biện pháp nhân đạo càng sớm càng tốt. Đối với các đoàn người đang di cư và các nhà chức trách không được quên rằng đây là kết quả của sự chản mãn của các chính phủ trong nhiều thập kỷ đã khiến phần lớn dân số Trung Mỹ bị loại trừ và bị gạt ra ngoài lề phát triển. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 21 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt. Câu thuyết của Đức Giáo Hoàng. Niềm tin của thế gian phụ thuộc vào sự hiệp nhất Kitô giáo. Thật vậy, Chúa mời gọi chúng ta trở nên một để thế gian tin thế gian sẽ không tin vì những lý lẽ thuyết phục của chúng ta, nhưng vì chúng ta đã làm chứng cho tình yêu, vốn gắn kết chúng ta và đưa chúng ta lại gần nhau. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng đang ở trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các ký tơ hữu kéo dài từ ngày 18 đến 25 tháng 1. Vì thế trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung trực tuyến sáng thứ tư 20 tháng 1, Đức Thánh Cha Francisco đã suy tư về lời Chúa Giêsu mời gọi vượt qua bất hòa để gieo trồng hòa giải và tiến tới sự hiệp nhất. Đức Thánh Cha nói rằng để loan báo tin mừng trong một thế giới đang bị sâu xé bởi xung đột và chia rẽ. Khi tớ hữu được mời gọi cầu nguyện cách đặc biệt để xin Chúa Cha ban ơn hiệp nhất. Chúng ta không được kêu gọi dùng bất hòa đáp lại chia rẽ, nhưng phải cầu xin sự chữa lành và hòa giải mà Chúa Giêsu đã mang lại cho chúng ta nhờ cuộc thương khó của người. Đức Thánh Cha nhắc rằng chủ đề của tuần cầu nguyện cho hiệp nhất năm nay nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu của Chúa Kitô là nền tảng của mọi sự hiệp thông giữa các Kitô hữu. Ngài cũng lập lại rằng nhiều chuyện là vũ khí được ma quỷ dùng để chia rẽ cộng đoàn Tơ hữu, gia đình, bạn bè, trong khi Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn đến hiệp nhất. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau: Anh chị em thân mến, chào anh chị em trong bài giáo lý này, tôi sẽ suy tư về việc cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Trong tuần lễ kéo dài từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 1, được dành đặc biệt cho ý chỉ này, để cầu xin Chúa ban ơn hiệp nhất để vượt qua những gương xấu của sự chia rẽ giữa những người tin vào Chúa Giêsu. Sau bữa tiệc ly, Chúa đã cầu nguyện cho các môn đệ của người để tất cả họ nên một. Đây là lời cầu nguyện trước cuộc thương khó chúng ta có thể nói đó là di chúc thiêng liêng của Chúa. Đức Thanh Trà lưu ý, Chúa không ra lệnh cho các môn đệ phải hiệp nhất. Chúa cũng không dàn một bài diễn từ để cho họ thấy nhu cầu của sự hiệp nhất. Không, Chúa đã cầu nguyện với Chúa Cha cho chúng ta, để chúng ta trở nên một. Điều này có nghĩa là chỉ tự chúng ta, với sức mạnh của mình, thì không đủ để thực hiện sự hiệp nhất. Hiệp nhất trên hết, nó là một món quà một ân sủng cần cầu xin bằng việc cầu nguyện. Mỗi người chúng ta đều cần sự hiệp nhất. Đức Thánh Cha giải thích. Thực tế, chúng ta nhận thức rằng chúng ta không thể gìn giữ sự hiệp nhất ngay cả trong chính chúng ta. Thánh Phaolô Tông đồ cũng cảm thấy trong chính lòng mình một sự mâu thuẫn giằng xé. Muốn làm sự thiện nhưng lại ngã theo sự ác. Do đó, thánh nhân đã hiểu rằng gốc rễ của rất nhiều sự chia rẽ xung quanh chúng ta giữa con người trong gia đình, trong xã hội, giữa các dân tộc và giữa các tín đồ là ở trong chính chúng ta. Công đồng Vatican II khẳng định rằng, thật vậy, những chân lệch dày vò thế giới ngày nay được nối liền với một sự chân lệch căn bản hơn xuất phát từ đáy lòng con người. Bởi vì, ngay chính trong con người có nhiều yếu tố xung khắc nhau. Bởi vậy, có sự chia rẽ trong chính con người, từ đó sinh ra bao nhiêu là bất hòa lớn lao trong xã hội do đó giải pháp cho sự chia rẽ không phải là chống lại người nào đó bởi vì sự bất hòa tạo ra sự bất hòa khác phương thuốc thực sự bắt đầu bằng việc cầu xin Chúa cho hòa bình, hòa giải và hiệp nhất Đức Thánh Cha nhận định điều này trước hết đúng với các ký tự hữu chỉ có thể đạt được sự hiệp nhất như kết quả của cầu nguyện các nỗ lực ngoại giao và đối thoại học thuật là không đủ Chúa Giêsu biết điều này và người đã chỉ đường cho chúng ta bằng cách cầu nguyện. Như vậy, lời cầu nguyện hiệp nhất của chúng ta là sự tham dự khiêm tốn nhưng đầy tin tưởng vào lời cầu nguyện của Chúa, Đấng đã hứa rằng mọi lời cầu nguyện nhân danh người sẽ được Chúa Cha lắng nghe. Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người tự hỏi: Tôi có cầu nguyện cho sự hiệp nhất không? Đó là ý muốn của Chúa Giêsu. Nhưng nếu chúng ta xem lại những ý chỉ cầu nguyện của chúng ta, có lẽ chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta ít hay có lẽ chưa bao giờ cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Ki Tơ Hữu. Tuy nhiên, đức tin của thế giới phụ thuộc vào sự hiệp nhất. Thực vậy, Chúa đã cầu xin sự hiệp nhất giữa chúng ta để thế gian tin thế giới sẽ không tin bởi những lý lẽ xác đáng mà chúng ta thuyết phục họ nhưng họ sẽ tin nếu chúng ta làm chứng cho tình yêu gắn kết chúng ta và đưa chúng ta đến gần với nhau trong thời điểm đầy những khó khăn nghiêm trọng này lời cầu nguyện càng cần thiết hơn nữa để sự hiệp nhất chiến thắng các xung đột điều cấp thiết là chúng ta phải gạt những sở thích riêng sang một bên để thúc đẩy công ích và vì lý do này gương tốt của chúng ta là điều căn bản Điều cốt yếu là các ký tư hữu tiếp tục trên con đường hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn, hữu hình. Trong những thập kỷ gần đây, nhờ ơn Chúa, nhiều bước tiến bộ đã được thực hiện, nhưng cần phải kiên trì trong tình yêu và cầu nguyện. Đừng mất tin tưởng và mệt mỏi. Đó là một con đường mà Chúa Thánh Thần đã khơi dậy và từ đó chúng ta sẽ không bao giờ lùi bước. Cầu nguyện có nghĩa là chiến đấu cho sự hiệp nhất. Đức Thanh Cha giải thích. Bởi vì kẻ thù của chúng ta ma quỷ như chính từ này đã nói là kẻ chia rẽ. Nó nuôi dưỡng sự chia rẽ ở mọi nơi và bằng mọi cách, trong khi chú thanh thần luôn kết nối trong sự hiệp nhất. Nói chung, ma quỷ không cám dỗ chúng ta bằng thần học cao siêu, nhưng bằng sự yếu đuối của anh chị em chúng ta. Nó xảo quyệt, nó phóng đại những sai lầm và khuyết điểm của người khác, rèo rác mối bất hòa, kích động sự chỉ trích và tạo bè phái. Đường lối của thiên chúa thì khác, Ngài đón nhận chúng ta như chính chúng ta, những người khác biệt, các tội nhân và thúc đẩy chúng ta đến sự hiệp nhất. Đức Thanh Cha nói thêm, chúng ta có thể tự đánh giá chính mình và tự hỏi, tại nơi chúng ta đang sống, chúng ta nuôi dưỡng sự xung đột hay chiến đấu để phát triển sự hiệp nhất với công cụ mà Chúa đã ban cho chúng ta, cầu nguyện và tình yêu. Ngược lại, nhiều chuyện nói xấu người khác luôn thúc đẩy xung khắc nhiều chuyện là vũ khí tiện dụng nhất mà ma quỷ có để chia rẽ cộng đoàn Kitô tô hữu, chia rẽ gia đình, bạn bè. Nhưng Chúa Thanh Thần luôn soi sáng cho chúng ta để đi đến sự hiệp nhất. Cuối cùng, suy tư về chủ đề của tuần cầu nguyện năm nay, đặc biệt nói về tình yêu. Anh em hãy ở trong tình yêu của Thầy và anh em sẽ sinh nhiều hoa trái. Đức Thanh Cha nói, gốc rễ của sự hiệp thông và tình yêu thương là Chúa Kitô đấng giúp chúng ta vượt qua những định kiến của mình để nhận ra người khác là người anh em hay chị em, luôn được yêu thương của mình. Sau đó, chúng ta sẽ khám phá ra rằng các Kitô hữu của các hệ phái khác với truyền thống của họ, với lịch sử của họ là những quà tặng của Thiên Chúa. Họ là những quà tặng hiện diện trong lãnh thổ của các cộng đồng giáo phận và giáo sứ của chúng ta. Đức Thanh Trà mời gọi, chúng ta hãy bắt đầu cầu nguyện cho họ và khi có thể, cầu nguyện với họ. Từ đó, chúng ta sẽ học cách yêu thương và đánh giá cao họ. Công đồng nhắc nhở chúng ta rằng lời cầu nguyện là linh hồn của mọi phong trào đại kết. Chớ gì đó là điểm xuất phát để giúp Chúa Giêsu biến ước mơ của Ngài thành sự thật. Xin cho tất cả họ nên một. Sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhắc rằng thứ Sáu ngày 22 tháng 1 tới đây, Hiệp ước Cấm Vũ khí Hạt Nhân bắt đầu có hiệu lực đây là công cụ quốc tế ràng buộc pháp lý đầu tiên nghiêm cấm rõ ràng các thiết bị này những thứ mà việc sử dụng chúng có tác động bừa bãi nó ảnh hưởng đến một số lượng lớn người trong thời gian ngắn và gây ra thiệt hại lâu dài cho môi trường đức thánh cha đưa ra lời kêu gọi tôi đặc biệt khuyến khích tất cả các quốc gia và tất cả mọi người quyết tâm hành động để thúc đẩy các điều kiện cần thiết cho một thế giới không có vũ khí hạt nhân đóng góp vào sự tiến bộ của hòa bình và hợp tác đa phương mà nhân loại rất cần ngày nay. Buổi thức biến chung trực tuyến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành Đức Thánh Cha Ban. Amen. Vatican News tiếng Việt chuyên mục giáo huấn vui, anh Huy và Trần đình. Xin chào quý vị trở lại với giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 30 từ số 120 đến 122. À, mà hình như là cậu có ơn trí nhớ không? Thì đó. Cậu làm ơn cho tớ xin thử cái cái kết của tuần trước đi. Làm như phim kiếm hiệp không? hồi sau sẽ rõ bày đặt. Ừ, thì nhưng mà khi nào đến hồi sau. Bây giờ cậu tưởng tượng nha, dưới một đoàn tàu có hai toa tàu nói chuyện với nhau. À. Toa sau hỏi toa trước. Ủa mà toa tàu mà nói chuyện được luôn hả? Chứ sao? Thì là tưởng tượng mà. À. Sau á hỏi trước là. À. Anh đến nơi chưa? Anh trước. Ừ, rồi trước trả lời sao? Chưa anh sau ơi. À. Trước chỉ mới ở trước anh sau thôi, nhưng mà vẫn còn ở sau anh trước trước sau, anh trước giờ tôi không biết mà tôi thấy tôi rối với anh đỉnh rồi đó <laughs> Giờ ông có trả lời không đây? Đó, thì lúc nãy cậu hỏi tớ khi nào mới đến hồi sau đúng không? À đúng rồi Thì đó, trả lời quá rõ luôn rồi Ủa là sao? Là hồi sau sẽ sau hồi trước Thôi thôi, 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 thôi trước sau đủ rồi, ông tha cho tôi đi ông ơi Thôi được rồi, đại khái là kỳ sau là hôm nay đó À, ngày hôm nay tức là ngày hôm sau của ngày hôm qua <laughs> Đúng rồi đó Thôi được rồi, nói tóm lại, kỳ trước là kết thúc, là kết thúc của bài ca Đức Mến và kỳ này thì Đức Thính Trà sẽ rút ra bài học áp dụng cho riêng bối cảnh gia đình Ồ, nó nghe chỉ áp dụng là thích rồi vô luôn đi Rồi, tựa đề của mục này là Lớn lên trong tình bác ái phu phụ Gì chán với ông bác ái mà không chính luôn chứ còn phụ làm gì <laughs> Phu phụ là vợ chồng không? Gì à, là chính phụ đây À, như vợ chồng à, đấy. Còn Thánh Việt nữa. số 120 Bài ca đức mến của Thánh Phaolô mà chúng ta đã đọc qua Cho phép chúng ta chuyển sang đề tài tình bác ái phu phụ, phụ. Và đây là tình yêu nối kết giữa vợ và chồng, một tình yêu được thánh hóa, được làm cho phong phú và được chiếu sáng bởi ân sủng của bí tích hôn phối. Ừ, đó là một à, sự kết hợp tình cụm. Cái gì mà tình cụm này? Tình cảm đấy ông, ông nói Cái tình cụm ai hiểu được? Tại mùa đông trời lạnh quá, nghe nó cứ muốn cúm. <laughs> ok, một sự kết hợp tình cảm có tính thiêng liêng và hy sinh. Nhưng trong đó kết tụ sự dịu dàng của tình bạn ừ. Và niềm đam mê tình ái wow. à, Mặc dù nó vẫn có thể tồn tại Cả khi các cảm xúc và đam mê lụi tàn Ồ, nói tóm lại là tình cảm là sự kết hợp của tình bạn và tình ái đúng không? Đấy, có đầy đủ các cung bậc cảm xúc ở trong tình yêu phu phụ Đấy, và Đức giáo Hoàng Piêu 11 dạy rằng Tình yêu này thấm đượm các bổn phận của đời sống hôn nhân Và được nhìn nhận là tình yêu ưu việt nhất Đúng á, tại vì... À... Tình yêu này được thông ban bởi Chúa Thánh Thần, à. không? và tình yêu mãnh liệt này là một phản ánh của giao ước bền chặt giữa Đức Kitô và nhân loại, đúng không? Cái này ý nghĩa à. là thâm sâu rồi chỗ này nè Thì Đức Thánh Cha viết mà có phải tôi viết đâu? <laughs> mà đỉnh cao của cái giao ước này là sự tự hiến đến cùng của Chúa Giêsu trên thập giá. Yêu cho đến cùng, người đã yêu họ đến cùng, họ đến cùng không còn gì nữa. Ừ. và thánh thần á mà chúa tuân đổ sẽ trao ban cho chúng ta một cái gì cậu biết không một, uh... một quả tim mới à. tim mới để yêu đó và làm cho những người nam người nữ có khả năng yêu thương nhau như đức kitô đã yêu thương chúng ta xin cho con trái tim nồng nàn biết yêu mến anh em khi an vui hay những khi nhọc nhằn luôn cùng nhau vui sống đó đẹp như thế đó. bài xin ban cho con Đấy. một trái tim mới đúng không ừ. và khi có con tim này ấy, thì tình yêu phu phụ có thể đạt tới sự viên mãn vốn đã hàm ẩn nội tại bên trong nó tức là tình bác ái phu phụ rồi hết số 121 Hai số đầu tiên quá hay ừ, đọc cái số này xong là mấy cái khoa tim hay là bệnh viện tim mạch mừng lắm <laughs> Tại vì các cặp vợ chồng rủ nhau đến thay tim, thay tim mới. Không ông ơi, cái đấy là tim bằng thịt thôi, cái này tim tim của thánh thần mà. À, ok, trời Đó, thương thương. cái này phải đi tĩnh tâm đi linh thao này kia bắt đầu à. nhìn lại ở với Chúa không? Thì thì linh thao cũng được coi như một cái bệnh viện tâm hồn đấy thôi. Đấy, đúng rồi đúng rồi. Ủa rồi đến đây thì có trước có sau gì nữa không ta? Không không, ở đây là không trước không sau gì cả mà là ngang nhau phải không? Ừ. Tình yêu phu phụ là tự hiến cho nhau, à. ừ, hai người tự hiến cho nhau. À. Ừ. Mà may quá chứ vợ chồng Bây giờ nghĩ coi kẻ trước người sau căng quá. Nhưng mà kiểu gì thì cũng có số trước số sau đúng không? Ừ. Bây giờ là qua số mới này. Vậy thì <laughs> à, hết số 120 rồi thì bây giờ là số 121. Hôn nhân là một dấu chỉ quý giá. Vì khi một người nam và một người nữ Cử hành bí tích hôn phối thì có thể nói như thế nào? Có thể nói là Thiên Chúa được phản chiếu nơi họ. À, và Ngài ghi khắc trong họ những nét phát thảo đặc thù và dấu ấn tình yêu không thể xóa nhòa của ngài là đóng dấu ở trong con tim đúng không chúa ghi vào đời con dấu ấn của ngài bây giờ các bạn trẻ nói là chúa ghim vào đời con dấu ấn của ngài ừ. ghim ghim. Ghim, à, ghim và khi đó thì hôn nhân là linh ảnh của tình yêu thiên chúa dành cho chúng ta ừ. một cái gì đó cụ thể đúng không rất cụ thể mà ngay chính thiên chúa đúng luôn đó, cũng là hiệp thông đúng không? Ừ. ba ngôi vị chú cha chú con chú thánh thần hằng sống từ muôn đời cho đến muôn đời trong sự hiệp nhất hoàn hảo ông thấy tôi thuộc giáo lý chưa wow. tôi nghe thấy muôn thuở cho đến muôn đời ừ. là thấy ghê rồi ừ. biết là thuộc bài rồi khi nào trở thành quân phụng vũ ừ. <laughs> và đây chính là mầu nhiệm của hôn nhân mầu nhiệm đó là gì là thiên chúa làm cho hai vợ chồng trở thành một cuộc đời duy nhất đó này gọi là mình với ta tuy hai mà một đấy không nhưng mà cũng phải nhớ rằng ta với mình tuy một mà hai vì vậy nên mới gọi là kết hợp không bổ sung đó Tức là không có hòa lẫn vào nhau đúng rồi có những đặc nét riêng nhưng mà phải hỗ trợ hỗ tương với nhau ừ. như là một thiên chúa mà ba ngôi đó thấy không đúng rồi ừ. Ủa mà mà một thiên chúa và ba ngôi ông giải thích giùm tôi cái gì sao vậy bây giờ ông cứ chùm cái chăn vào nha sau ừ. ông gấp cái chăn ba lần vô đó ờ, là thiên hả? chúa ba ngôi đó ờ, ừ. chùm chân gấp chân ba lần ơi ờ, hay á hay á hay á đó ờ. thôi chúng ta trở lại với thánh cha và và màu nhiệm hôn nhân á thì bao gồm những hệ quả rất cụ thể trong đời sống hàng ngày đó không phải là cái gì đó mơ mơ ảo ảo đâu bởi vì sao vì vợ và chồng đức thánh cha nói nhờ bí tích được mang lấy một sứ mạng đặc thù và đích thực để khởi đi từ những việc đơn giản thông thường của đời sống họ có thể làm cho người ta thấy một cách cụ thể tình yêu mà đức kitô dành cho hội thánh trong khi người vẫn tiếp tục hiến mạng sống vì hội thánh Hết số 121, cậu thấy câu này thế nào? Câu này nghe có vẻ phát biểu hơi bị mạnh luôn Mạnh sao? Nhìn mà hôn nhân là linh thánh của tình yêu thiên chúa dành cho chúng ta Thì đó, người ta hay nói hôn nhân hữu hình Diễn tả tình yêu cao cả khôn ví của thiên chúa Đấy, hôm nó... Cao vời khôn ví Cao vời khôn ví à, 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 à. tình, tình yêu của tình chúa yêu của Cao vời thôi tự nhiên hát tự nhiên hát xong rồi chắc bài mình đọc xong chương rồi lại đi hát <laughs> rồi nói tóm lại cái số vừa rồi là cao vời khôn ví được không tình yêu của chúa Nó mà, là... thể hiện rõ nơi tình yêu vợ chồng đúng, đúng rồi hả? và chúng ta qua số 122 tuy nhiên sẽ là không tốt nếu chúng ta lẫn lộn các bình diện khác nhau tôi Thanh cha nói không được đặt lên hai con người đầy giới hạn cái gánh nặng to lớn của việc phải thể hiện lại cách hoàn hảo mối kết hợp giữa Đức Kitô và Hội Thánh như là chết vì nhau đúng không tức là đừng có đừng có vội hà nội không vội được đâu cứ từ từ <laughs> ừ. <laughs> Bởi vì sao? Bởi vì hôn nhân xét như là một dấu chỉ Là một tiến trình năng động Dần dần tiến tới hội nhập ngày một hơn các ơn huệ của Thiên Chúa đó, Nhưng phải cứ đùng cái lấy nhau là tự nhiên là có thể yêu nhau như Chúa yêu hội thánh rồi ừ, Nói chung là số cuối rồi, hết số 122 Cái này gọi là nói đi cũng phải nói lại nè. À, Hiểu rồi, một đàn thì thấy giá trị cao quý của hôn nhân đúng không? Ừ. Là diễn tả mối hiệp thông của Thiên Chúa Nhưng mà đàng khác thì cũng phải chấp nhận cái giới hạn của con người Đúng rồi Vậy nên nếu mà chiếu theo luật để bắt hôn nhân phải giống ba ngôi thì ép nhau quá đúng không về bản chất về ơn gọi về sứ mạng thì nó là như vậy <laughs> nếu mày cứ ép nhau cứ đòi hỏi anh là phải sống như chúa thì chẳng còn thấy tình yêu đâu nữa ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép yêu đúng không đúng rồi <laughs> vậy thì thay vì ép nhau thì chúng ta thêm chút hương vị để làm tăng thêm tình yêu ừ, nhưng mà không yêu thì cũng phải ép để mà yêu bởi vì sao cậu biết đâu vì sao bởi vì ngay từ đầu mình nói nhé, hôn nhân là một cái gì đó kết hợp tình cảm ừ. Mà đâu phải lúc nào cũng có được cái cảm xúc đó đúng không? Ừ. Không phải lúc nào cũng nồng nàn đúng không? Ừ. Nhưng mà nó có một cái khác đó là trách nhiệm ừ. đó Thì chính trách nhiệm của việc hy sinh, của việc dám sống cho người khác Là một cái việc mà giúp đời sống hôn nhân thăng tiến Và có thể là lúc nào đó không thăng tiến được Thì ít nhất là cũng bình ổn giá ừ, Tôi <laughs> gọi là yêu để tập yêu đó. Đó. Và vì thế chúng ta cùng chúc các gia đình Và đặc biệt là trong năm mới 2021 này Mỗi ngày nuôi dưỡng và làm cho tình yêu lớn lên thêm nhé. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Xin chào, chào và hẹn gặp lại. gặp lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến.